Thông tin nữ doanh nhân Thái Dân Linh Sa Linh mang thai nên không tham gia thương vụ bạc tỷ mùa ba đã khiến nhiều người tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn mừng thầm cho chị. Vậy là ở tuổi 42, chị đang chuẩn bị sẵn sàng để đón chào thiên thần nhỏ sao cô con gái đầu lòng dễ thương. Mới đây, trong một chia sẻ của mình, Sa Linh cho biết chị đang mang bầu ở tháng thứ 6 và bắt đầu cảm nhận nhiều sự thay đổi trong cơ thể. Trong đó, có một câu chuyện khá hài hước mà chị chia sẻ về việc chị bị ngủ ngáy khiến cho đức ông chồng phải ôm gối ra phòng khách ngủ. Nghe Sa Linh kể xong, nhiều phải gật gù ngưỡng mộ sự tế nhị của anh chồng nhà cá mập siêu cấp đáng yêu này. Sa Linh hiện đang mang thai ở tháng thứ 6. Sa Linh viết, phụ nữ mang thai thường bắt đầu ngáy nhiều hơn ở giai đoạn này của thai kỳ vì sự thay đổi nội tiết tố. Trong những tháng này, chúng ta có nồng độ estrogen và progesterone cao hơn làm cho các mạch máu trong mũi của chúng ta mở rộng và sương màng nhầy nên đã gây ra hiện tượng ngáy. Linh nghĩ ông xã của mình không cho rằng điều này là phân gì, thỉnh thoảng khi Linh thức dậy vào buổi sáng thì đã thấy anh ấy nằm ở phòng khách vì Linh ngáy quá lớn tiếng. Những điều Sa Linh viết phía trên hoàn toàn là sự thật và cũng có rất nhiều đức ông chồng phải khốn khổ trong giấc ngủ vì sự thay đổi này của vợ. Còn về phía chồng của Sa Linh, anh ấy đã chọn cách từ từ rút lui, nhường lại không gian phòng ngủ cho vợ thì đúng là anh ấy tế nhị thật sự luôn. Chồng của chị không chịu được tiếng ngáy của vợ nên phải ôm gối bỏ ra ngoài. Chính vì vậy, dưới bài viết của Sa Linh, rất nhiều người yêu mến gia đình nhỏ của đã bảo bày tỏ sự đồng cảm với bà bầu U42. Cũng phụ nữ mà phải sorry cho cái việc rất là tự nhiên và bản năng là ngủ ngáy khi mang bầu à. Mang bầu là việc rất nhân văn và diệu kỳ. Phụ nữ cũng không tiếc gì thân mình mà mang con. Vậy mà lại cảm thấy có lỗi khi chồng không ngủ được. Thiệt là phơn đi hết cỡ. Ha ha. Trời ơi, giống mình tê gáy còn không chịu nhận, cứ cố cãi bảo em mà ngủ gáy ư. Chúc hai mẹ con thật nhiều sức khỏe nhé Sa. Lặng lẽ ra phòng khách mà không đánh thức vợ. Thực sự rất tinh tế và thương vợ. Em rất nể sức chịu đựng của anh chồng Sa Linh. Anh ấy đúng là mẫu người đàn ông tinh tế vô.